Liên đoàn bóng bầu dục quốc gia NFL đã trao $500,000 cho Trung tâm Nghiên cứu Cần Sa Thuốc của Đại học California San Diego để nghiên cứu hiệu quả của cần sa trong việc giảm đau do chấn thương. Thể thao. Các nhà nghiên cứu sẽ nghiên cứu tác động của 4 loại liều cannabinoid đối với các cầu thủ bóng bầu dục chuyên nghiệp bị thương trong một thử nghiệm lâm sàng có đối chứng ngẫu nhiên. Các chất được sử dụng để điều trị bao gồm một chất có 4% THC, một chất có 12% CBD, một chất kết hợp THC và CBD, và giả dược. Khi một vận động viên bị thương và đáp ứng các tiêu chí về ngưỡng đau nhất định, họ sẽ vết một trong 4 chất cần sa trong khoảng thời gian 48 giờ và ghi lại điểm số của họ bằng ứng dụng dành cho thiết bị di động. Sau 48 giờ, các mẫu máu sẽ được lấy để đánh giá hiệu quả của 4 chất trong việc kiểm soát cơn đau và theo dõi các tác dụng phụ. Các nhà nghiên cứu của UCSD đưa ra giả thuyết rằng THC đơn độc hoặc THC kết hợp với liều CBD sẽ có hiệu quả hơn so với CBD chỉ với 12%. CBD với liều lượng 12% không có sự khác biệt so với giả dược. Theo Giám đốc Trung tâm Y học giảm đau của UCSD và chuyên gia quản lý cơn đau tiến sĩ Mark Wallace, nghiên cứu sẽ làm sáng tỏ các câu chuyện giai thoại của các vận động viên rằng cần sa làm giảm đau và tăng tốc phục hồi chấn thương. Nhóm nghiên cứu dự đoán những phát hiện của nghiên cứu này sẽ dựa trên các nghiên cứu tiền lâm sàng của họ chứng minh rằng phương pháp điều trị cannabinoid làm giảm viêm và đau. Cho đến nay, nghiên cứu về cần sa tập trung vào đau mãn tính và đau thần kinh, nhưng không có nghiên cứu nào đánh giá tác động của cần sa đối với cơn đau cấp tính. Đại học Regina là trường đại học Bắc Mỹ duy nhất khác mà NFL chọn tài trợ $500,000. Và họ sẽ tập trung vào vai trò điều trị của cần sa trong việc kiểm soát cơn đau và bảo vệ thần kinh trong bệnh não do chấn thương mãn tính, CTE. Nghiên cứu do UCSD và Đại học Regina thực hiện sẽ cung cấp nền tảng rất cần thiết cho các nghiên cứu sâu rộng trong tương lai về quản lý cơn đau cấp tính. Chính sách của NFL cấm các vận động viên sử dụng cần sa. Nhưng thỏa thuận thương lượng tập thể mới nhất dẫn đến các hình phạt ít khắc nghiệt hơn đối với các vận động viên có kết quả xét nghiệm dương tính với việc sử dụng cần sa. Thay vì đình chỉ, tiền phạt được xác định bằng số lượng các xét nghiệm dương tính. Những phát triển này báo hiệu rằng NFL sẽ phát triển các chính sách ít hạn chế hơn đối với việc sử dụng cần sa vì nhiều nghiên cứu cho thấy hiệu quả của cannabinoid trong điều trị đau và CTE. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.